Rồi bây giờ mình nói đến cái chức năng, một số cái chức năng của giao tiếp. Thứ nhất là chức năng tổ chức điều khiển phối hợp hành động. Khi chúng ta giao tiếp, chúng ta tương tác thì chúng ta phải tổ chức sắp xếp theo cái một cái kế hoạch nào đó và điều khiển điều chỉnh tất cả những cái hoạt động này theo cái những cái hướng đến cái mục tiêu của mình, hướng đến mục tiêu để thỏa mãn cái nhu cầu của mình và phối hợp với cả những người khác trong cái quá trình hành động để đạt được cái mục tiêu đó, đạt mục đích đó để thỏa mãn nhu cầu. Rồi thứ hai đó là chức năng điều khiển điều chỉnh hành vi. Có nghĩa là gì? Thông qua cái quá trình tương tác giao tiếp với người khác, hôm trước mình có học đó là cái quá trình hoạt động. Thì có nhiều hoạt động và giao tiếp cũng là một hoạt động. Và khi mình tương tác với người khác thì mình lĩnh hội những giá trị, những kinh nghiệm, vốn sống, tri thức của người khác và biến nó thành cái của mình. Đó, cái thông qua cái quá trình là gì? Nhập tâm. Ngược lại mình cũng đẩy ra, mình cũng ảnh hưởng đến người khác những giá trị, những kinh nghiệm, những vốn sống của mình. Đó. Và thông qua cái tương tác với người khác thì mình lại nhận ra bản thân mình. Có những cái mình không có biết, nhưng mà thông qua tương tác với người khác thì mình nhận ra bản thân mình rõ hơn. Lát nữa mình sẽ nói cụ thể về cái này. Và khi mình nhận ra cái bản thân mình thì mình lại điều chỉnh cho nó phù hợp. Ta lấy ví dụ như thế này. Mình thực ra có những đặc điểm của mình không có biết. Nhưng mà khi mình cứ nghĩ mình bình thường, mình giống như bao nhiêu người. Nhưng mà khi mình đi học, mình gặp bạn mình á, thì bạn mình nó mới nói cho mình biết rằng là mình ít nói. Quý vị hiểu chỗ này không? Ít nói, ít giao tiếp, thụ động trong giao tiếp. Thì mình cứ nghĩ điều đó là bình thường, đâu có gì đâu. Nhưng khi mà bạn mình á, tương tác với mình, thì bạn mình có cho mình cái cảm nhận là mình là người ít tương tác, ít giao tiếp, ít nói. Thì lúc đó làm sao? Mình điều chỉnh lại. Nhờ cái quá trình mà mình tương tác giao tiếp với người khác thì mình có thể điều khiển điều chỉnh cái hành vi của mình. Và mình điều khiển điều chỉnh cái hành vi của mình cho nó phù hợp với lại cái đối phương khi mà mình giao tiếp. Ví dụ như là mình ở nhà thì mình giao tiếp với người nhà, giao tiếp mà gọi là không chính thức, nó thoải mái, nó khác. Nhưng khi mà giao tiếp chính thức theo một cái nghi thức, nghi lễ nào đó thì lúc đó là nó khác không? Khác. Ví dụ như quý vị ở nhà tổ chức là chơi huynh đệ gặp nhau, với lại quý vị gặp nhau tham dự cái lễ tốt nghiệp với lại cái lễ phát bằng khác nhau không? Khác không? Quý vị có điều khiển điều chỉnh cái hành vi mình được không? Được, mình phải tuân thủ theo những cái đó. Vậy thì khi giao tiếp tương tác, mình có khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi của chính mình để phù hợp với lại cái tương tác, cái môi trường mà mình giao tiếp. Đó, rồi. Tiếp theo, chức năng xúc cảm. Khi giao tiếp với người khác, mình có cảm thấy mình được chia sẻ không? Mình nói chuyện với người khác thôi mình thấy nó nhẹ đi. Rồi mình im lặng, mình dồn bên trong nó khó chịu. Nhưng khi mình nói chuyện, mình chia sẻ với người khác thì cái chức năng về bộc lộ cảm xúc nó xuất hiện trong giao tiếp. Và chính vì vậy mà ông bà mình nói là gì đó, niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẽ nữa đó, khi mình tương tác giao tiếp với người khác đó. Đó, thì đó là một trong những cái chức năng của giao tiếp. Rồi chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau. Thì cái này là một cái sơ đồ mà chúng ta thấy rằng là nhờ cái quá trình tương tác giao tiếp mà mình cũng thấy rõ mình hơn và thấy người khác rõ hơn. Đầu tiên đó là cái vị thế I'm okay. Trong một cái mối quan hệ tương tác với người khác mà mình cảm thấy thoải mái và người khác cảm thấy thoải mái, đây là một cái mối quan hệ, một cái vị thế quan hệ lành mạnh. Có nghĩa là mối quan hệ này nó có duy trì phát triển được không? Được. Mình chơi người ta mà mình cảm thấy thoải mái, người ta cũng thoải mái, và cả hai đều cảm thấy thoải mái, thì mối quan hệ đó nó xác lập và nó vận hành, nó phát triển được. Còn nếu mà mình không cảm thấy thoải mái mà người ta cảm thấy thoải mái, có nghĩa là mình là người bị ức chế, bị chịu đựng á, thì mối quan hệ này sao? Trước sau gì mình cũng chịu hết nổi đúng không? Vậy cho thấy mối quan hệ này nó không ổn à. Cần phải điều chỉnh lại, cần dịch chuyển nó, đưa về cái trạng thái là I'm okay, you're okay. Quý vị hiểu chỗ này không? Vậy mình chơi với người khác, mình có biết là I'm okay, you're okay hay là I'm not okay, you're okay không? Biết không? Biết quá sao không biết? Rồi I'm okay, you are not okay. Có nghĩa là gì? Mình biết bản thân mình thôi. Còn người khác thì sao? Người khác thì sao? Không quan tâm. Mà cái no đúng không? Đó. Thì thời gian sau thì sao? Người ta bỏ mình, người ta đi. Chị chịu nói không?
Mình còn chịu không nổi mà nè, mình chịu không nổi mình cũng bỏ người ta đi, bây giờ người ta chịu mình không nổi thì sao? Người ta bỏ mình người ta đi, người ta đâu có chơi mình nữa đâu. Vậy mối quan hệ có vận hành tiếp được không? Có phát triển được không? Gãy. Cuối cùng, I'm not okay, you are not okay. Nói chung là mình giữa bạn gặp nhau là chỉ có đem lại đau khổ thì tốt nhất là kết thúc càng sớm càng tốt. Phải không? Phải không? Anh á? Có đúng không? Vậy bây giờ trong cái tương tác đó, quý vị có thể nhận ra được mình đang nằm ở vị thế nào không? Khó. Cái đó chính là chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau trong quá trình tương tác giao tiếp. Nhờ tương tác giao tiếp, nhờ tương tác với người khác mà mình nhận thức bản thân mình rõ hơn, và nhận thức đối phương rõ hơn, và nhận thức mối quan hệ đó rõ hơn, và biết nó đang ở đâu, và có thể dịch chuyển nó theo cái điều chỉnh bản thân mình để nó phù hợp với cái mối quan hệ đó, và mình phát triển. Đó, nên nhiều người khổ lắm. Tại vì sao? Cứ nghĩ I'm ok không mà còn you ok không, kệ you. Không, lúc đó là thời gian sau là thấy là người ta ít liên lạc với mình, ít tương tác với mình là tự hiểu rồi đó. Người ta không muốn gần mình nữa là tự người ta rút là hiểu rồi đó. Không? Đó. Rồi, có thông được cái này không? Quý vị có thông được cái này không? Có hiểu được không? Sao nhiều người không nhiều người ngủ ngon lành luôn ta? Tiếp theo, chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau. Ba cái trạng thái cái tôi. Khi giao tiếp, con người chúng ta thường sử dụng ba trạng thái cái tôi. Thứ nhất là cái tôi cha mẹ áp đặt ra lệnh giáo điều, nguyên tắc nên không nên, không được phép. Quý vị có thấy cái này không? Có thấy cái này hoạt động không? Có thấy cha mẹ mình dùng không? Có thấy sư phụ mình dùng không? Có thấy huynh đệ mình dùng không? Ông thầy nãy ông thầy nói là cái gì? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đang dùng cái gì? Phải chưa? Đó, ngôn ngữ của mình nó phân tích cái trạng thái cái tôi rõ lắm. Thứ hai, ngôn ngữ của người trưởng thành là gì? Tôn trọng, chấp nhận, chia sẻ trên cơ sở thương lượng và thống nhất. Hiểu được cái này không? Là người trưởng thành họ giao tiếp như vậy đó. Trẻ con là gì? Nũng nịu, vòi vĩnh, nhõng nhẽo, yêu sách, đòi hỏi. Mình có trẻ con không? Mình có khi nào mình thấy mình trẻ con không? Có. Con người mình luôn phiên sử dụng ba trạng thái cái tôi. À, một đứa trẻ lớp 4 nha, đi học về và nói với bố rằng con có người yêu rồi. Ông bố dẹp yêu đương gì? Con nhỏ lo học đi. Đang dùng cái gì? Đang dùng cái gì? Cái tôi cha mẹ nè. Từ đó về sau đứa trẻ không bao giờ nói chuyện đó với lần thứ hai với ông bố. Nói nữa không? Không. Đây là lý do tại sao khi cha mẹ sử dụng cái tôi này quá nhiều thì trẻ nó không gần cha mẹ mà nó luôn có khoảng cách. Và trong gia đình nó không nói chuyện được với ai hết. Vì hiểu chỗ này không? Thứ hai, nếu ông bố đó ông nói là thế bạn của con làm sao? Con yêu cổ ở chỗ nào? Tại sao con không yêu cô khác mà yêu cô đó? Nói đủ thứ chuyện cho nó nói chuyện, thoải mái cho nó nói. Xong rồi giải thích cho nó hiểu đơn giản thôi. Ngày xưa bố cũng giống như con vậy, nó yêu bao nhiêu cô rồi cuối cùng cưới mẹ con sinh ra con hết. Vậy mình có giáo dục nó được không? Được không? Được. Lần sau nó có chuyện gì nó về nó nói với mình không? Có. Cái đau khổ nhất lớn nhất là nó về nó không thèm nói với mình nữa, nó mới mệt á. Tại vì cái này nè, nó tạo khoảng cách. Vậy bây giờ quý vị thấy là giữa cái tôi của người trưởng thành, tôn trọng, chấp nhận, chia sẻ, thương lượng, đàm phán và thống nhất, nó dễ chịu hơn hay là cha mẹ? À. Vậy bây giờ mình xem thử mình đang làm cái gì. Mình đang làm cha mẹ, mình đang làm người trưởng thành, hay mình đang làm một đứa trẻ? Có hiểu được không? Có phân tích được cái này không? Trời ơi, cái này phân tích đối thoại vui lắm. Nhiều khi mình thấy làm bà nội của người ta luôn, chứ không phải làm cha mẹ nó đâu. Đúng không? Có những đứa trẻ nó làm cha mẹ của cha mẹ nó. Có biết không? Có chứ. Đút cho nó ăn, không chịu ăn. Bây giờ ăn không? Ó dở. Nó đỏ. Có tên không?
đi học không? Con không đi học, cho tiền đi mới đi học, phải mua cái điện thoại đi mới đi chịu đi học, khó không? Ừ, trời ơi, coi vậy chứ nó ngộ lắm á. Quý vị phân tích đi, quý vị sẽ thấy trong gia đình á, ông chồng dùng cái tôi cha mẹ thì ông chồng đó sao? Nguyên tắc đạo đức giáo điều nên không nên, được không được phép. Cô vợ dùng cái tôi cha mẹ, trong gia đình hai vợ chồng hai người xài hai cái tôi cha mẹ, kịch bản diễn ra làm sao? Làm sao? Cãi nhau suốt chứ làm sao? Chứ gì nữa? Có đồng ý không? Nhìn đi, nhìn đi, quý vị nhìn vô đây rọi vô đi sẽ thấy. Nếu hai vợ chồng mà dùng cái tôi của người trưởng thành để giao tiếp với nhau, tôn trọng, chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau và thương lượng đi đến thống nhất, ổn hơn không? Đó, đưa về cái vị thế này nè, cái trạng thái cái tôi này nè. Quý vị hiểu chỗ này không? Vậy quý vị có biết được mình đang giao tiếp ở trạng thái cái tôi nào không? Biết chứ. Nếu mà không biết là chỉ có một cái là hướng ra bên ngoài, mình không biết thôi, nhìn người ta là không biết mình thôi. Chứ nếu mà quay trở về thấy là biết á, phân tích là biết liền á. Nhiều khi mình chỉ cần ghi âm lại cái đoạn hội thoại mình nói chuyện á, xong rồi mở đó mình nghe, mình coi thử mình đang làm cái gì của người ta. Quý vị hiểu chỗ này không? Hay lắm á. Chức này là chức năng nhận thức và đánh giá lẫn nhau khi tương tác và giao tiếp đó. Nên thầy ai nói gì thầy cũng được hết á, cả nó chửi cũng được, nó phản đối cũng được bình thường, thì cái đó người ta có quyền có ý kiến mà, đúng không? Người ta có ý kiến là đó là vấn đề quyền của người ta, người ta có ý kiến đó là ý kiến của người ta chứ. À, nhưng mà mình có ý kiến của mình mà mình cũng nhất thiết phải theo cái ý kiến nào cả. À, cái đó là cái quan điểm khi mình trình bày thôi, còn mình đưa về cái phần chung nhất có thể. Còn nếu không đưa chung nhất thì vẫn cứ tôn trọng sự khác biệt đó, không chấp nhận cái chung thì vẫn tôn trọng sự khác biệt, vậy thôi. Đó, nên là dùng cái trạng thái cái tôi của người trưởng thành để giao tiếp thì nó sao? Nó làm cho cái người kia dễ chịu, và cha mẹ có thể làm bạn của đứa trẻ được, có thể nói chuyện với con được, và có chuyện gì con nó cũng có thể trình bày được. Còn nếu một đứa trẻ mà ra lệnh áp đặt giao điều, nó về nó dám mở miệng không? Khó lắm á, sợ lắm, sợ bị phạt, sợ cái này sợ cái kia, là dẫn đến nó có khoảng cách. Còn cái này cha mẹ và con cái rất là gần, rất là gần gũi, điều gì cũng nói được hết. Không, cha mẹ đồng thời là người người bạn của con đó. Thông được chỗ này không? Rồi, nên là chỉ cần học vài cái sơ đồ giao tiếp đây là quý vị chú ý, quý vị là nó mình giao tiếp nó sẽ khác ở trước à. Không, rồi bây giờ thêm một cái sơ đồ nữa, đây là cái cửa sổ Johari. Cái ô thứ nhất là cái tôi biết và người khác cũng biết, có nghĩa là tôi có cái gì là tôi biết và người khác cũng biết. Quý vị hiểu chỗ này không? Bây giờ tôi là người mà ít nói, tôi biết người ta cũng biết tôi ít nói, có nghĩa là tôi nhận thức được về bản thân tôi và người khác cũng nhận thức được, đúng không? À, cái phần này là gì? Tôi biết nhưng người khác không có biết về tôi. Trong con người tôi có những phần tôi che giấu, tôi bí mật. Những bí mật này chỉ có tôi biết. Khi nào tôi bộc lộ người khác mới biết, còn không bao giờ người khác biết. Ai cũng có cái này chứ. Đó, cái này là gì? Tôi không biết mà người khác lại biết về tôi. Cái nãy mình nói đó, thực ra có những cái mà tôi không biết về bản thân mình, nhưng mà người khác họ tương tác với tôi thì họ lại biết. Nhiều khi họ nói mình là người nóng tính, nhưng mà mình nghĩ ủa tôi đâu có nóng tính đâu, nhưng mà nhờ cái tương tác với người khác đó, họ nói cho mình biết, không, theo họ là họ thấy mình nóng tính. Vậy thì có nghĩa là cái gì? Nhờ người khác mà mình thấy một cái phần nào đó trong con người của mình, đúng không? Đó, đây là gì? Cái mà mình không thấy về mình nhưng người khác thấy. Cái cuối cùng đó là hồ đóng, có nghĩa là gì? Tôi không biết gì về tôi, mà tôi có phần trong con người tôi, có những phần tôi không biết mình có mà người khác cũng không biết luôn. Đó, ví dụ người ta thấy tôi là ghét một người nào đó, mà bản thân tôi cũng chả hiểu là tại sao tôi ghét người đó, ở cấp độ vô thức mà. Có những người họ ghét người khác mà không biết lý do, gặp là thấy ghét rồi nhưng mà không biết lý do. Vậy tôi có biết tôi vì sao tôi ghét người ta không? Không. Người khác có thấy tôi ghét người ta không? Thấy. Nhưng họ có biết vì sao tôi ghét không? Không. Vô thức.
trong cái tầng sâu của vô thức. Quý vị hiểu được chỗ này không? Vậy một người bây giờ mà ô mở này, cái mà mình biết mình về mình càng nhiều và mình bộc lộ mình càng nhiều để người khác biết, thì cái người này có nghĩa là sao? Ở trong A thì ở ngoài sao? Á. Đúng không? Cái ô này nó càng lớn ra thì có nghĩa là cái gì? Mấy ba ô này nó hẹp lại phải không? Nó hẹp lại. Vậy cái người đó thì sao? Ở trong A, ở ngoài A. Thoải mái. Muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, nằm xuống là ngủ. Chả có sợ cái gì hết trơn á. Còn cái người mà có bí mật á, cái này mà lớn á, thì mấy cái phần này nó hẹp lại. Thì sao? Ở trong A, ở ngoài là B. Hoặc là A phẩy, hoặc là phải là C luôn á. Dùng mặt nạ để giao tiếp. Được không? Hiểu chỗ này không? Còn người này sao? Người này thì không có biết, không có tương tác với người khác, không chấp nhận cái người khác nói về mình. Dẫn đến là gì? Cũng không điều chỉnh mình luôn. Hạn chế là chỗ này nè. Nhờ người khác mới chỉ ra cho mình biết rằng là mình vẫn còn nóng dữ lắm. Thật ra cái người mà làm mình nóng thì nó cũng có cái giá trị của người đó. Nhờ người đó mình biết mình vẫn còn nóng. Chứ nếu mà không có mấy cái đó làm sao mình biết mình vẫn còn nóng? Mình cứ cho rằng mình tốt đẹp chứ gì nữa. Nhưng mà giờ cái người đó sao? Họ chọc mình điên lên thì mình mới thấy được mình chứ sao nữa. Nhưng mà khi người ta chọc mình điên lên thì mình nổi điên người ta hay là mình cảm ơn người ta? Mình nổi điên lên chứ. Nhưng có phải nhờ cái người đó mà mình thấy mình không? Thế nè, họ nói cho mình biết á, mình vẫn còn như vậy đó. Đó. Nếu mà không chịu chấp nhận cái điều người ta nói, không có quay về để coi mình có giống như người ta nói không để điều chỉnh thì sao? Bác. Và cuối cùng mình không điều chỉnh gì hết, không thay đổi gì hết. Quý vị hiểu chỗ này không? Khi mà mấy cái này mình càng biết về mình và người khác cũng biết về mình, không có gì mà phải che giấu cả, thì cái ô này nó càng ngày nó càng sao? Hẹp lại và nó nhỏ, cực nhỏ. Và cái quá trình của nhà mình là gì? Tỉnh thức hết toàn bộ. Xóa cái ô này nè, sạch cái ô này nè. Đó. Giải phóng hết tất cả, nó không còn gì nữa hết. Cái ô này sẽ giải phóng luôn đó. Quý vị hiểu cái sơ đồ này không? À, đó. Thì trong cái tương tác giao tiếp thì chỉ cần nhìn vô đây và quan sát một người thì mình sẽ thấy cái ô nào của người đó nó lớn. Ô nào nó lớn. Và ô nó lớn thì chắc chắn người đó có đặc điểm gì. Thì đương nhiên nó không thể khác được. Đúng không? Đó. Mình đi tiếp được chưa? Đây bây giờ mọi người muốn hỏi cái sơ đồ của thầy là cái gì? Thì thầy tạm dùng cái này thôi. Cái này là của thầy nha. Cái này của thầy chứ không phải là cái này là đúng nha. Cái này là của thầy chứ không phải là cái này đúng. Cái này là do tôi theo mỗi người mà mình hoạt động sao mà mình đưa ra thôi. Thì cái này là đưa quý vị tham khảo thôi. Chứ cái này không phải là đúng. Nói cái này nó... Quý vị có hiểu cái này không? Đâu có hiểu được không? Cái này có thể thay bằng cái khác, bằng cái câu niệm Phật hay là một cái nội dung nào đó mà mình dùng làm đó là cái phương tiện để mình ấy thôi. Đó, thì đó chia sẻ để tham khảo thôi. Thực ra là không vẽ được sơ đồ mà mình có thể dùng ngôn ngữ và sơ đồ để trình bày được, chứ không phải là không làm được. Cái đó nó đã dùng trong nhà mình là ghi chép lại rồi mà. Có rồi mà, có sơ đồ quý vị có học. Và sau này quý vị học cái A Tỳ Đàm mới có không? Có học không? Sau này sẽ học cái đó thì cái nó có sơ đồ không? Có chứ, nó cũng là nó nói cái sơ đồ chứ không nói sơ đồ sao? Không? Đó. Thì nãy có người thắc mắc, thầy thấy có nhiều người thắc mắc là sao? Ủa vậy thầy nói vậy thì cái sơ đồ của thầy đâu? Thì giờ đây nè, đó. Cái này linh hoạt. Cái này linh hoạt. Có nghĩa là tùy theo mọi người. Tại vì thầy chọn cái tứ niệm xứ nên là thầy là cái phương tiện của nó là cái này. Còn có vị không chọn cái tứ niệm xứ, quý vị có phương tiện của nó là khác. Đó, ví dụ ha, ở đây cái này là hiểu rồi như vậy nữa. Cái này là hành giả hiểu rồi. Không có làm gì hết, chỉ cần quay về với hiện tại, ba làm ba cái thứ này thôi. À, về tứ niệm xứ là chỗ này nè. Mà dù quý vị có đi theo con đường nào nó cũng cần cái này, ba cái này là đủ. Hoạt động cụ thể.
Rồi hoạt động cụ thể này trong thông qua hoạt động là gì? Hành động là gì? Là đi đứng nằm ngồi và tất cả các sự, tất cả các hoạt động, tất cả muốn làm gì làm ở đây, ai muốn làm gì đó làm. Hoạt động gì cũng được hết, niệm Phật cũng được, lạy cũng được, muốn làm gì đó làm. Miễn cái đó là gì? Ba cái này có đủ. À rồi, thao tác là tuệ tri, chỉ thấy như thật vậy thôi, thấy biết như thật vậy thôi. Rồi cái này là cái gì? Động cơ là gì? Thấy ra quy luật thôi chứ, thấy ra để mà thấy ra thôi chứ, nó có sẵn rồi mà cần gì phải làm gì. Thấy ra thôi, thấy rồi thì sao? Điều chỉnh nó, không bắt nó theo ý mình nữa mà thuận theo cái quy luật vận hành của nó vậy thôi. Nương theo, nhờ cái này mà thấy ra nè, nương theo cái phương tiện này nè. Rồi cuối cùng để đến một cái là gì? Không có ràng buộc gì cả, vậy thôi. Đó thì cái này không có thi đâu. Cái này là tại vì cái này nó liên quan đến sơ đồ hoạt động, mà sơ đồ hoạt động nó nói lên các thành tố của hoạt động, mà thành tố hoạt động nó mô tả các cái đặc điểm của từng thành tố đó. Thì một người họ hành động thì họ biết hoạt động, thì họ biết rằng là họ xác định các thành tố trong sơ đồ cấu trúc hoạt động như thế nào đó. Thì vẽ nó ra tương đối vậy để mà hiểu, để hiểu thôi, chứ không phải là nó bất biến hả? Không có bất biến, tại vì cái này nó tùy thuộc vào có người ở đây là cái gì. Họ không có làm gì hết, chỉ có lạy thôi à. Ừ, nhưng mà sao, trong lại chỉ có lại thôi chứ không có mục đích, không cần làm, không cần phải hướng tới để được cái gì hết, thì cái đó là sao? Khác rồi đó. Nên là mọi thứ nó ngộ lắm. Thôi thì nhiều người muốn hỏi thì thầy đã có câu trả lời rồi đó, nhưng mà cái này nói là cái này của thầy đấy, chứ không phải cái này, không phải cái này đúng nha. Ừ, đó rồi. Xong chưa? Có cần ghi nữa không? Có cần ghi không? Ok, rồi nếu mà quý vị muốn ghi thì ghi. Mà nói cái này tham khảo vui thôi à. Em muốn ghi thì ghi, em muốn chụp thì chụp. Thầy mới thầy ngồi thì ghi ra thôi, chứ quý vị thì ra chơi. Tại vì lúc nãy thầy thấy có người muốn hỏi là thấy nhiều người có ý nghĩ là sao, ủa vậy của thầy sao? Thì đó, sản phẩm đó. Thì quý vị muốn là cho rồi đó, tức là mới ngồi làm luôn thôi chứ không có trước à. À thì ai muốn biết thì có rồi đó. Rồi xem chưa? Hết rồi không? Được rồi không? Rồi tiếp tục ha. Rồi tiếp theo là chức năng giáo dục và phát triển nhân cách thông qua cái quá trình giao tiếp mà mình học được, mình điều chỉnh được, mình thay đổi được, không? Cái con người của mình đó, phát triển cái con người của mình đó. Thì cái lộ trình của mình á, tức là giao tiếp này là thông thường thôi, chứ còn mình đây là gì? Hoàn thiện cái nhân cách mà phát triển cái này là thánh cách luôn, chứ không phải nhân cách. Cái con đường này, con đường nó không phải chỉ có nhân cách không đó. Thì đó là cái chức năng giáo dục và phát triển nhân cách đó. Rồi phần loại giao tiếp thì giao tiếp có thể giao tiếp là ngôn ngữ, không dùng phương tiện giao tiếp thì có chia ra là ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Ở đây có nghĩa là gì? Ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ để nói, để giao tiếp với người khác, hoặc là dùng ngôn ngữ của cái hình thể, ngôn ngữ cơ thể, body language. Tức là đôi khi một cái nheo mày, một cái cử chỉ khó chịu, đôi khi một cái hành động thể hiện cũng nó nói lên rất nhiều điều, chứ không nhất thiết phải nói một câu nào cả. Đó là chính là cái phần phi ngôn ngữ. Và người ta nói rằng là cái phần giao tiếp phi ngôn ngữ này nó chiếm cái tỷ lệ rất là lớn, nó ảnh hưởng đến cái sự thành công trong giao tiếp rất là lớn, chứ không phải ngôn ngữ. Nhưng nếu kết hợp được cả cái giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ thì cái hiệu quả chúng ta nó sẽ rất là cao. Nên chúng ta thấy có nhiều người họ dùng cái ngôn ngữ hình thể của họ, họ dùng cái ngôn ngữ cụ thể, ngôn ngữ bằng lời, họ nhấn nhá trong quá trình họ tương tác, nói hồi xong là nói nó nghe người ta nghe theo mình luôn, không? Đó, cái đó là do người ta sử dụng thuần thục cái ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong cái quá trình giao tiếp. Cái thứ hai, căn cứ vào khoảng cách thì có thể có giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp.
đó là cái gì? Ví dụ như là ở đây là face to face, đối mặt nè, cái này là giao tiếp trực tiếp. Còn ví dụ giao tiếp mình đây, mình nói chuyện qua điện thoại, qua thư từ, qua email này kia, cái đó là gián tiếp, được không? Cái này dễ hiểu mà, đúng không? Rồi tiếp theo, theo quy cách thì gồm có giao tiếp chính thức và giao tiếp không chính thức. Giao tiếp không chính thức là giao tiếp không cần một cái quy trình, theo một nguyên tắc, theo một cái lễ giáo nào hết, theo một thứ tự nào cả. Giống như là đi ăn chè thì ngồi vỉa hè là bình thường thôi, đâu có gì hết. Hoặc là đi ăn thì ta bữa ăn vậy thôi, chứ không có theo một nghi thức nào hết. Còn ví dụ mà khi quý vị thọ thực có theo nghi thức không? Có không? Có. Vậy đó giao tiếp chính thức hay là giao tiếp không chính thức? Chính thức. Đó, cái đó khác á. Còn bây giờ mình gặp bạn mình ngồi uống trà có theo, có cần theo nghi thức nào không? Không. Nhưng mà thọ thực thì là khác rồi đó. Đó là theo một nghi thức, cái đó là giao tiếp chính thức. Hiểu được chỗ này không? Nên ông Obama mà đó, cái đoạn cái lúc mà ông qua Việt Nam mình mà ông được chính phủ mà tiếp đón á, theo nghi thức, cái đó là gì? Giao tiếp chính thức. Còn ông đi tới cái quán bún chả mà ông ăn bún chả thì cái đó là giao tiếp gì? Không chính thức, vậy thôi. Nó không theo một nguyên tắc, nó không một cái nghi lễ, nó không có một thứ tự trình tự nào hết á. Đó, vậy là sao ha? Dễ hiểu mà. Rồi. Đặc điểm của giao tiếp, thứ nhất là tính mục đích. Khi giao tiếp, tương tác, giao tiếp mình luôn luôn có cái tính mục đích, và giao tiếp là hai chiều, đó là tương tác hai chiều giữa mình và người khác đó. Và giao tiếp nó rất là phổ biến, không, chúng ta thấy không có ai mà không giao tiếp trơn á, hầu hết không ai cũng giao tiếp hết. Tính tương tác ở đây có nghĩa là gì? Tương tác đối với cái đối tượng mà mình giao tiếp. Cái giao tiếp của người đôi khi là người, hoặc là cái đối tượng có thể là người, có thể là vật. Ví dụ đứa trẻ mà nó khoảng cỡ 3-4 tuổi, nó chơi đồ chơi thì đó là đối tượng giao tiếp của nó là gì? Là đồ vật à, chứ không phải con người. Lúc đó nó chơi đồ chơi thì lúc đó là đối tượng giao tiếp của nó là đồ vật đó. Còn thế bây giờ nếu mà trẻ nó chơi đồ vật thì nó có tính tương tác không? Tương tác 1 chiều hay 2 chiều? 2 chiều chứ. Đứa trẻ nó chơi, nó chơi cái đồ chơi, nó vận hành, nó vặn rồi nó bóp cái này cái kia, đó là chiều từ đứa trẻ đến đồ vật, đúng không? Có đúng không? Còn cái đồ vật nó có màu sắc gì, cái đồ vật nó có hình dáng gì, nó có lưu lại trong cái đầu óc tâm trí của đứa trẻ không? Vậy thì cái chiều ngược lại có không? Có chứ, vẫn có đó thôi. Nó còn 2 chiều đó chứ đâu phải 1 chiều đâu, đúng không? Tại vì khi mà đứa trẻ nó bóp, nó kêu cái âm thanh đó, thì coi như là cái đồ chơi, có phải đồ chơi nó đang tác động vào đứa trẻ không? Có, âm thanh nó đang tác động lên đứa trẻ. Rồi cái màu sắc của đứa trẻ đó, nó tác động vào cái thị giác của cái đứa trẻ nó nhớ được. Rồi cái màu sắc đó, cái biểu tượng của cái đó. Bây giờ đưa cái này lên, đứa trẻ nó thấy, bây giờ cắt đi, nó thấy trong đầu nó có cái biểu tượng của cái bút, đúng không? Đó, cái đồ vật nó tác động lên đứa trẻ là cứ lại rồi đó. Thấy chiều ngược lại không? Cũng 2 chiều đó, chứ không phải 1 chiều đâu ha. Đó, rồi. Mối quan hệ giữa hoạt động và giao tiếp thì hoạt động đôi khi nó là một cái giao tiếp là một cái phạm trù mà chúng ta thấy rằng là gì? Trong hoạt động có rất là nhiều cái hoạt động giao tiếp, hoạt động lao động, hoạt động là làm việc, vân vân. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Giao tiếp chỉ là một hoạt động trong rất nhiều hoạt động. Vậy giao tiếp là một cái tập con, một cái loại hoạt động, một phần nhỏ của cái hoạt động mà thôi. Nhưng xét ở phương diện hai hoạt động, giao tiếp là một cái lĩnh vực và hoạt động là một cái lĩnh vực khác nhau, thì hai phần này có nghĩa là gì? Hai lĩnh vực đồng đẳng, hai cái riêng biệt nhau đó. Thì cái này chúng ta đọc thêm trong tài liệu ha đó. Cái này thầy tóm gọn là cái đó thôi. Vai trò của hoạt động và giao tiếp. Hoạt động và giao tiếp vừa là động lực của sự hình thành và phát triển tâm lý, đồng thời tâm lý người cũng chính là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp. Chúng ta thấy hôm trước, nhờ hoạt động, nhờ cái sự tương tác giữa con người và thế giới, và con người giữa con người và cái đối tượng của nó, thì kết quả của nó tạo ra được cái gì? Sản phẩm ở cả hai, đúng không? Nhớ không? Nhớ cái hình ruộng bậc thang không? Từ cái quả đồi bậc thang, sau đó sao? Trở thành cái ruộng bậc thang. Và con người thì có sản phẩm là lúa gạo, cái sản phẩm cái thu hoạch được.
Vậy thì nhờ cái quá trình hoạt động mà chúng ta có sản phẩm, và chúng ta càng hoạt động thì có càng nhiều sản phẩm. Nhờ cái quá trình tương tác giao tiếp với người khác mà chúng ta có thể điều chỉnh, điều khiển cái bản thân của mình, thay đổi bản thân của mình cho phù hợp với lại cái tương tác giao tiếp đó, rồi hoàn thiện cái nhân cách của mình. Vậy có phải là nhờ hoạt động và giao tiếp mà chúng ta, tâm lý của chúng ta nó phát triển, và tâm lý của chúng ta nó có dấu ấn, nó chịu sự chi phối, nó là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp đó. Nhờ cái quá trình giao tiếp mà mình lĩnh hội, mình nhận và mình cho đi, mình tiếp nhận những cái, biến của cái người khác thành cái của mình, và người khác lấy cái của mình để mà biến thành giá trị của họ, những cái họ lưu giữ, thì cái đó thì chúng ta thấy rằng là gì, dẫn đến là cái gì, nhờ hoạt động mà giao tiếp mà tâm lý con người nó vận hành và phát triển, và tâm lý con người cũng chính là sản phẩm của cái quá trình hoạt động mà giao tiếp mà thôi. Đó, đó là vai trò của hoạt động và giao tiếp. Có một tài liệu hết ghi kia cho nó mệt vậy, có hết một tài liệu á, lật giao trình ra cái phần giao tiếp có cái đoạn cuối, bài cuối không nhất thiết phải ghi đâu, không đi học cái làm sao mà đỡ tốn sức nhất là được, miễn sao mà nhớ là được. Hồi nãy có vị hỏi thầy là thứ gì á, vậy mình học bài là mình học hiểu hay là mình học biết vậy thôi? Có nghĩa là mình học bài á, ông thầy ông dạy thì mình học hiểu, có nghĩa thì mình đương nhiên là mình học thì mình cần hiểu chứ, nhưng mà không nhất thiết tỉ mỉ. Ví dụ như là những cái mốc quan trọng, ví dụ như là năm 1879 thì Wundt thành lập cái phòng thực nghiệm tâm lý đầu tiên trên thế giới, thì chỉ có cái mốc đó là quan trọng thôi, còn lại là không cần nhớ gì hết, mấy cái kia không cần thiết. Năm 1879 là Wundt thành lập cái phòng thực nghiệm tâm lý đầu tiên trên thế giới, cái đó không có, ông thầy tài liệu luôn mà ghi làm chí. Đó thì cái mốc thời gian đó là cái mốc thời gian nó đánh dấu cái sự phát triển của tâm lý học trở thành một cái khoa học độc lập, còn lại mấy cái mốc khác chúng ta tham khảo tài liệu chứ nó không quan trọng. Mà nếu có trong đề thi thì cũng chỉ có cái câu đó thôi chứ không có cái câu khác. Nếu có cái câu nào số nào năm á, sự kiện á, thì có cái câu đó đó. Hả, có một tài liệu mà nói cần gì đâu nói, vậy coi lại cái phần lịch sử đó. Và nhớ cái sự kiện năm 1879 thôi, đủ rồi. Còn ví dụ những cái, ví dụ như là tâm lý học có nguồn gốc từ đâu, từ triết học, cái đó là mấy cái đó mình nhớ thôi, đâu cần. Còn ví dụ như là giao tiếp là cái gì thì mình nhớ thôi, có cần phải nhớ, phải hiểu thôi, đâu có nhất thiết là phải thuộc lâu ấy đâu, quan trọng là quý vị hiểu thôi, không, tại vì mình thi trắc nghiệm mà, hiểu là vô là chọn trách nhiệm thôi. Mà vấn đề ở chỗ đó là khi mà thầy hướng dẫn quý vị đó thì có những cái nội dung thì thầy sẽ cô động lại mà thầy hướng dẫn, cho những cái phần mà nó không quan trọng thì quý vị đọc tài liệu, quý vị không hiểu chỗ nào thì thầy sẽ giảng thêm chỗ đó, còn thầy mở rộng ra. Ví dụ như mấy cái sơ đồ hồi nãy quý vị hỏi là thầy vẽ mấy cái sơ đồ đó ở đâu vậy, mấy cái sơ đồ lúc nãy á, mấy cái sơ đồ lúc nãy thầy sơ đồ lúc nãy mà thầy nói đó thì ở đâu ra? Một, quý vị cứ vào Google đó, quý vị gõ là cái gì, cửa sổ Johari là một. Thứ hai, I'm okay, you are okay, cái thứ ba là quý vị gõ cái cụm từ là, cái gọi là gì ta, transactional analysis, gõ cái cụm từ tiếng Anh này, hoặc là gõ cái cụm từ là pattern other children, gõ ba cái cụm từ đó thì nó sẽ ra cái sơ đồ thứ ba đó, có trên Google á. Mọi người, số người muốn lấy cái sơ đồ đó để dùng gì đó dùng thì cứ lên nó lấy, thầy cũng lấy trên Google thôi chứ thầy lấy gì đâu mà hỏi. Biết chỗ nào để lấy, tại vì những cái sơ đồ đó là những cái sơ đồ mà là trong tài liệu quý vị, nên quý vị nó không có và thầy cũng không có ra thi cái đó, nhưng cái đó là cái mà quý vị dùng cả đời,
Thầy dạy cái phần đó là để quý vị ứng dụng. Tức là học giao tiếp, mình ngồi mình học nó buồn ngủ mà nó không có nội dung, nó chữ nghĩa không à. Còn cái mà thầy dạy cho quý vị đó, hướng dẫn cho quý vị mở rộng ra đó, là để quý vị có thể anh chị thấy ra nó, thấy nó ra trong cái đời sống này nè, rồi sao dùng nó. À, mình trong một cái đoạn hội thoại của người ta viết, mình có thể phân tích được cái người này họ đang dùng cái gì, và tại sao cái người này với người kia lại mâu thuẫn với nhau. À, và giữa bố mẹ và con cái, tại sao nó gần gũi mà cái này nó không, tại sao vợ chồng mới nói câu trước câu sau đã cãi nhau. Hiểu chỗ này không? Đó là mình gặp Phật tử của mình mà nó than vãn với mình, nó đau khổ với mình, thì mình nói chuyện, mình biểu nó thuật lại cái câu chuyện thôi, là mình biết được nguyên nhân không? Biết liền. Do cái vai trò nó bị thay đổi, cái trạng thái cái tôi mà mình dùng á, nó không hợp lý. Hoặc là cả hai đều dùng cái tôi cha mẹ hết, thì ở trong nhà mà hai đứa làm cha mẹ thì chắc chắn rằng là gì? Xong rồi đó. À, mà nếu một người dùng cha, dùng cái tôi cha mẹ, một người dùng cái tôi của người trưởng thành, thì có thể có phải cảm thấy là một bên là I'm ok, bên kia là I'm not ok không? Ức chế liền á, người kia dùng cái tôi trưởng thành nhưng mà bị ức chế, bị người kia đàn áp. Cái đúng vậy không? Đó, nên đôi khi cái cách mà người ta nói chuyện, cái cách mà người ta dùng ngôn ngữ, nó thể hiện trạng thái cái tôi của họ. Nhưng có người khi họ dùng, họ giao tiếp, họ thành thục và họ hiểu thực hành pháp rồi, thì cái cách họ giao tiếp nó không tồn tại cái bản ngã luôn nữa kìa. Nó độc đáo đến mức vậy đó. Đó, quý vị quan sát quý vị sẽ thấy nó có ba cái, là lúc nãy là thầy nói quý vị là nó có ba cái là thường là trong cái thế gian này người ta dùng, là mình nhìn như mà thấy. Nhưng quý vị để ý, quý vị quan sát, quý vị thấy là có những vị họ giao tiếp không còn ba trạng thái này luôn. À, độc đáo đến mức đó đó. Không, đó. Thì cái đó nói thêm thôi ha. Thì cái đó thì tao từ từ đi, mình rọi nó vô rồi ngồi phân tích. Thì mình coi phim á, biết không, mình coi phim, thấy cái đoạn phim đó mình coi, mình phân tích được không? Được. Nhìn vô là thấy cái đoạn phim đó dùng cái gì, người, cái người sử dụng cái trạng thái đó là cái gì, và dự đoán được kết quả tương lai của cái trạng thái này luôn. Bình thường. Đó. Nên đôi khi một người họ gặp khó khăn, họ lên họ gặp thầy, xong thầy mới hỏi chuyện, thầy mới hỏi là về thế nhà tương tác làm sao, thì trong tình huống đó thì anh nói cái gì, cô vợ nói gì, rồi kết quả như thế nào. Có thấy được cái sơ đồ đó không? Thấy rõ ràng luôn. Rồi hỏi xem thử là cho họ nhận thức được rằng cái gia đình của họ đang ở cái vị thế nào. I'm okay, you are okay, hay là I'm okay, you are not okay. Coi thử họ đang ở đâu. Vậy giờ muốn mà nó bình yên, nó muốn trạng thái bình thường thì coi như là đưa về vị thế nào. Vậy thôi. Nên là nhiều khi cái này quý vị xài nhiều lắm, xài cho chính mình, thấy chính mình, rồi thấy người khác, rồi Phật tử của mình nó tới, mình cũng dùng cái này để mình điều chỉnh nó thôi, gì đâu. Hai vợ chồng mà mở miệng ra cãi nhau thì đưa nó về, nó dùng trạng thái cái tôi của người trưởng thành hết, thì còn gì nữa, cãi nhau, nói chuyện mà tôn trọng nhau, lắng nghe, chấp nhận nhau, và trên cơ sở là đàm phán, thương lượng để đi đến một cái quyết định thống nhất giữa hai người thoải mái. Vậy có cãi nhau nữa không? Làm gì còn gì nữa cãi nhau đó. Nên cuối cùng tới điều chỉnh lại mấy cái thứ này là dễ êm đẹp thôi. Còn vậy thôi chứ có gì đâu. Mình hiểu được cái quy luật vận hành của nó. À, hiểu được cái quy luật vận hành của cái chuyện đó là sao? Mình nói với họ là sống theo quy luật đó, đừng có đi ngược lại. Vậy là thoải rồi. Tôi đi ra đường nước nó chảy mạnh quá, bây giờ mình đi xuôi chứ mình đi ngược lại chứ, nó thấy ra được cái quy luật của nó thôi là được rồi. Là họ gì, họ điều chỉnh tí cái nó ra cái quy luật đó, thuận theo quy luật đó, cái họ không đau khổ nữa. Vậy thôi. Rồi. Vậy là xong cái phần hoạt động và giao tiếp. Bây giờ mình sẽ sang một cái nội dung tiếp theo, đó là cái hình thành và phát triển tâm lý ý thức. Bây giờ mình sẽ coi một cái đoạn phim á. Coi một cái đoạn phim. Vì thấy mình đang ở đoạn nào rồi? Có thấy được mình đang ở đâu không? Đoạn đó nè, cái đó cái vòng đời nó tua hơi chậm, bây giờ mình coi cái vòng đời này nó nhanh hơn không á.
thấy nhanh không? Vậy chứ nó bằng giống cái đoạn nãy chứ nó không khác gì nhau hết trơn á. Tại vì giờ nó làm hai kiểu khác nhau nên dẫn đến thấy nó khác nhau thôi. Thực chất nó nhanh vậy đó. Thì quý vị nhớ lại đi, ngày xưa mình nhỏ mình mong Tết á, nhanh lâu gì dã man, sao mà lâu dữ. Nhưng bây giờ thấy Tết nhanh không? Quá trời nhanh luôn. Vậy thì nó cũng giống như cái này thôi à. Thực ra nó cũng vậy à, chứ nó không có khác nhau. Nhưng mà tại vì mình thấy cái này nó nhanh hơn, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu về cái sự hình thành phát triển tâm lý của một con người. Nó trải qua những cái nhiều cái giai đoạn, và nó có hai cái bệnh viện. Cái bệnh viện thứ nhất đó là sự phát triển trên cái bệnh viện cái giống loài. Thì trong cái chương trình đó thì trong tài liệu nó có cái sự phát triển tâm lý trên phương diện về mặt giống loài, nhưng mà cái đó thì quý vị đọc thêm tham khảo khảo thôi, tại vì nó không có phải là cái mà nó mỗi cái trường phái nó có một cái quan điểm khác nhau, nó không có giống nhau. Lấy ví dụ như cái trường phái mà tâm lý học hoạt động á, mà trường phái mà chúng ta đang học á, họ được xây dựng trên nền tảng của cái chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng, mà nên là cái nền tảng là chủ nghĩa Mác Lênin á. Thì họ lấy cái thuyết tiến hóa của Darwin là cái cơ sở nền tảng cho cái hệ thống lý thuyết đó. Đó là sự phát triển của con người, đó là một cái chuỗi tiến hóa từ cấp thấp đến cấp cao. Và con người có nguồn gốc từ cái tổ tiên là của một loài vượn cổ. Và thông qua cái quá trình mà tiến hóa lao động dưới sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, dẫn đến con người biến hai cái chi trước thành hai cái tay và hai cái chân và đứng thẳng, nó khác với một loài động vật do cái điều kiện thay đổi dẫn đến nó có sự tiến hóa như thế. Tuy nhiên ngày nay thì có nhiều cái học giả, nhiều cái nghiên cứu họ đặt vấn đề lại về cái học thuyết này. Thì họ có những câu hỏi, những cái vấn đề, ví dụ họ nói là bây giờ nếu mà một loài vượn cổ để mà biến thành người, vậy thì vượn cổ nó từ bao nhiêu thế kỷ nay thì nó vẫn còn vượn cổ, chứ sao vượn cổ giờ nó đi đâu? Mà tại sao vượn cổ đó giờ nó không biến thành người nữa, mà chỉ có người đẻ ra người thôi? Vậy chứ giờ vượn cổ nó đi đâu? Nó không phải nó chết hết rồi, nó vẫn còn mà. Giờ nó sao nó không cổ? Mà sao cổ mà sao nó không biến thành người? Đó thì cái đó là cái mà một trong những cái vấn đề. Rồi có những trường phái khác họ cho rằng là ví dụ như là mình chẳng hạn, trường phái của mình là nhìn nhận cái vấn đề nó như thế nào? Nó có phải tiến hóa không? Hay là bản chất của nó là nó sinh ra nó vậy là nó đã vậy rồi, con người là con người rồi. Nó đâu có khởi đầu và nó đâu có kết thúc đâu, đúng không? Đó, nó liên tục, không có khởi đầu và không có kết thúc. Và nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, nó cứ liên tục như thế. Đó. Vậy thì có mỗi cái quan điểm, mỗi trường phái nó nhìn nhận vấn đề về cái sự phát triển tâm lý này, nó đặt trên nền tảng của cái học thuyết nào, cái cơ sở lý luận nào, dẫn đến quan điểm nó không giống nhau. Nên trong cái phần này thì thầy không có trình bày, ưu tiên phần trình bày cái đó, mà chỉ nói đến cái sự phát triển tâm lý người trên phương diện là cá thể người, tức là từng người á. Thì vì chúng ta thấy rằng là con người chúng ta nó trải qua nhiều giai đoạn, sự phát triển tâm lý và thể chất nó trải qua nhiều giai đoạn, như lúc nãy quý vị thấy đó. Từ trong giai đoạn bào thai bắt đầu sự sống, nó cái hợp tử nó bắt đầu nó hình thành dần dần các tứ chi và các nội tạng vân vân, một đứa bé hình thành. Và ngay trong giai đoạn mang thai, ở trong thai nhi đứa bé nó hoạt động rồi đó, thấy không? Nó hoạt động, nó có cảm xúc, nó có đầy đủ hết, nó có hoạt động của nó buồn vui có trong đó. Đó. Thứ hai, ở mỗi giai đoạn nó có một cái sự phát triển, nó có một cái sự thay đổi so với giai đoạn trước đó trong cái lộ trình phát triển đó. Và mỗi giai đoạn nó diễn ra theo cái quy luật riêng của giai đoạn đó, và nó không có giai đoạn nào giống cái giai đoạn nào hết. Và mình lần lượt mình sẽ tìm hiểu đến các giai đoạn đó, và mỗi cái giai đoạn đó nó có quy luật đó, và cái quy luật này nó chi phối, nó dẫn đến là cái cơ chế chuyển từ cái giai đoạn này sang giai đoạn khác nó cũng không giống nhau. Chúng ta thấy rằng là ở cái độ tuổi mà cái đứa trẻ mà 3 tuổi á, chúng ta thấy bắt đầu đứa trẻ nó cái khủng hoảng tuổi lên 3, người ta gọi là khủng hoảng tuổi lên 3. Thấy đứa trẻ bắt đầu nó dữ dội, nó phản ứng, nó nằm, nó ăn vạ, nó la, nó hét, tá lả hết. Đó, bắt đầu nó chuyển sang một giai đoạn mới. Đó, nó có những cái khủng hoảng đặc trưng ở từng cái giai đoạn. Bây giờ mình sẽ lần lượt mình đi tìm hiểu về cái đó. Thứ nhất, cái sự hình thành phát triển tâm lý trên phương diện cá thể người á, thì theo quan điểm của Vygotsky á, thì ông cho rằng là đó là một cái giai đoạn mà nó đóng kín một cách tương đối, có nghĩa là ở từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng đến bao nhiêu tháng,
thì nó là một giai đoạn đóng kín một cách tương đối. Và cái giai đoạn này thì nó đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung. Ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung, có nghĩa là cái giai đoạn này là tiền đề, là cơ sở cho cái sự phát triển của giai đoạn kế tiếp. Và chính vì vậy mà sao? Nó quan trọng và nó ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển chung trong tổng thể các cái giai đoạn phát triển của tâm lực con người. Và cái thứ ba là những quy luật này nó phát triển, nó có một cái sự khác biệt về chất so với thời kỳ khác, có nghĩa là nó có những cái đặc trưng, nó có sự thay đổi so với thời kỳ khác. Ví dụ như là ở cái tuổi mà tiểu học chúng ta thấy nó khác, đến cái tuổi mà trung học cơ sở nó đã khác rồi, đến cái tuổi mà trung học phổ thông bắt đầu đứa trẻ nó khác nữa rồi, không? Đó. Quan điểm của Eco Nhìn thì ông cho rằng là gì? Ông quan tâm đến hoạt động chủ đạo, và ông nói rằng là gì? Ở mỗi giai đoạn thì con người mình có một cái hoạt động chính, nó chi phối đến toàn bộ cái đặc điểm của thời kỳ đó, và nó ảnh hưởng, nó tạo ra những cái đặc trưng của giai đoạn đó. Cái hoạt động đó ông được gọi là hoạt động chủ đạo, không? Ví dụ đứa trẻ ở khi nhỏ sinh ra, thì khi mà đứa trẻ nhỏ sinh ra thì hoạt động chủ đạo của nó là gì? Giai đoạn đầu là gì? Chơi không à? Chứ nó đâu có học được, nó chơi không à? Nhưng mà người lớn thì không cho trẻ nó chơi. Rồi đến lúc cái giai đoạn mà nó học, giai đoạn học thì bắt đầu hoạt động chủ đạo của nó là học, thì người ta lại không cho nó học, nó còn nhỏ. Nên chúng ta thấy rằng là gì? Ở mỗi giai đoạn phải xác định cái giai đoạn hoạt động chủ đạo của giai đoạn đó, thì chúng ta mới phát triển, chú trọng phát triển cái hoạt động chủ đạo đó. Chứ bây giờ trẻ giai đoạn nó chơi mà không mua đồ chơi cho nó thì làm sao nó phát triển, đúng không? Nên là mình phải biết cái hoạt động chủ đạo ở giai đoạn đó là hoạt động nào, và mình cần phải đáp ứng những cái phương tiện nào để cho cái hoạt động nào đó nó diễn ra hiệu quả. Đó. Bây giờ mình sẽ theo cái sơ đồ này. Cái này nó có trong tài liệu rồi đó, mình không có cần, cái này là sẽ tóm tắt lại thôi. Vậy thì cái sự phát triển tâm lý người của mình nó theo những cái giai đoạn nào? Thứ nhất là cái giai đoạn thứ nhất là tuổi sơ sinh và hài nhi. Là sơ sinh, trong cái giai đoạn này nó chia làm hai giai đoạn nhỏ, đó là sơ sinh là từ 0 đến 2 tháng. Giai đoạn này trẻ chỉ có ăn, ngủ, phản xạ bẩm sinh, bộc phát và chức năng sinh lý là chủ yếu. Nó hoàn toàn là chức năng sinh lý, đúng không? Chỉ có sinh ra mới 0 đến 2 tháng là chỉ có ăn, ngủ thôi, đúng không? Phản xạ bản năng hết. Từ 2 đến 12 tháng trẻ bắt đầu giao tiếp, cảm xúc trực tiếp và có biểu cảm đối với người lớn. Có nghĩa là lúc này mình vỗ tay, mình chọc đứa trẻ, mình vỗ tay đứa trẻ thì đứa trẻ bắt đầu nó hớn hở với mình rồi đó, bắt đầu nó có phản ứng về mặt hành vi đối với người lớn. Rồi giai đoạn 2 là trước tuổi đi học, có nghĩa là tuổi vườn trẻ, chia hai giai đoạn nhỏ là tuổi vườn trẻ từ 1 đến 2 tuổi. Thì giai đoạn này trẻ nó hoạt động với đồ vật, bắt chước việc sử dụng đồ vật, tìm tòi khám phá chức năng của đồ vật. Có nghĩa là giai đoạn này là giai đoạn mà trẻ cần đồ chơi khá nhiều, rất là nhiều đồ chơi. Nên từ 1 đến 2 tuổi cần phải có đồ chơi để cho trẻ nó chơi với đồ chơi đó. Thứ hai, nó nghiên cứu cái vận hành của cái đồ chơi đó, cái quy luật vận hành của đồ chơi đó. Nên chúng ta thường dễ thấy ở trong giai đoạn này trẻ nó làm sao? Nó thấy cái gì liên quan đến cái gì, lấy giấy là nó nhét vô miệng, nó nhai, nó coi thử cái gì nó cũng đưa vô miệng được hết á. Nó thấy cái lỗ thì nó lấy tay chọt vô vậy thôi. Ổ điện nó cũng cứ nó chọt, quạt đang quay nó cũng cứ nó chọt. Đó là sao? Nó chơi, nó bắt chước, nó khám phá, nó tìm tòi, nó coi thử cái đó là cái gì, chức năng làm cái gì. Ở nhà con đứa bé vậy đó, quạt đang quay chọt vô luôn, chảy máu rồi bắt đầu mới la khóe là lần sau biết đó không đụng nữa đó. Nên là chúng ta thấy là cái gì, cái đó là trẻ nó nhờ cái tương tác với đồ vật, trẻ nó khám phá được cái đồ vật đó để làm gì, có công dụng gì, nó làm gì, nó gây ra cái chuyện gì, trẻ nó lần lượt nó chơi với đồ vật. Vậy giờ giai đoạn này bố mẹ không cho nó đồ chơi sao, nó khám phá, nó biết không? Nên chúng ta thấy là cái hoạt động chủ đạo này là hoạt động chơi với đồ vật, chơi là hoạt động chủ đạo. Mà thầy có những cái đợt mà thầy đi khám về cái tâm lý trẻ cho cái hãng sữa, hỏi nhà con có đồ chơi không, mấy không, mẹ không mua, nó đâu có đồ chơi chơi đâu. Đó, và chúng ta thấy rằng là đứa trẻ nó sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn một tí. Từ 2 đến 6 tuổi vui chơi và hoạt động chủ đạo đó là trò chơi sắm vai, ý thức trẻ lĩnh hội các chuẩn mực tư duy bằng ngôn ngữ. Bắt đầu ở cái giai đoạn này, bắt đầu từ 2 tuổi, bắt đầu 3 tuổi là trẻ bắt đầu tập nói dữ lắm.
Nên người ta nói là trẻ lên ba cả nhà tập nói. Nó nói liên thiên, nói liên tiếp, nói miết suốt ngày nói. Không? Đó. Và chai sắm vai. Không? Chai sắm vai có nghĩa là lúc này là cái gì? Nó làm bác sĩ, nó khám bệnh, nó đưa ông nghề vô, nó khám cho ba mẹ nó, bất cứ người nào, rồi bắt đầu nó tập hợp bạn nó lại, rồi bắt đầu nó làm cô giáo, rồi mấy đứa kia ngồi học, rồi bắt đầu nó nấu ăn, rồi nó đút cho em bé ăn. Có biết cái đó không? Thấy không? Đó, giai đoạn đó là giai đoạn mà sắm vai đó. Còn có đứa thì làm cảnh sát, công an, thổi còi, cầm còi, đứa thì cầm kiếm, đúng không? Đó, cứ như thế mà bắt đầu nó chơi cái trò chơi sắm vai, không? Nên là đây là cái giai đoạn đầu tiên mà đứa trẻ nó tiếp xúc với lại cái vai trò, một số cái vai trò của người lớn ở trong cái dạng đồ chơi, dạng trò chơi. Chúng ta nhớ lại đi, chúng ta đã từng chơi đồ hàng, bán hàng mà hàng thì không có định danh và định giá gì hết. À, bán cho cái này bán cho kia, đưa cái tay không vậy rồi nó ừ hàng đây rồi cầm vậy thôi. Lớn hơn một tí bắt đầu sao, lấy lá mít, lá ổi là tiền trao đổi hàng, có đúng không? Trò chơi sắm vai đó, nhờ cái trò chơi đó mà sao con người ta phát triển về tâm lý vậy đó. Họ trẻ theo của mình nó vậy mà. Mà cái thời quý vị không biết sao, cái thời của thầy đồ chơi cũng không có nữa, không có đồ chơi luôn, phải tạo ra đồ chơi, mà tạo nhiều cái thứ ngộ lắm đó. Nên là giai đoạn này là giai đoạn mà trẻ chơi sắm vai. Nhờ cái hoạt động sắm vai, trẻ bắt đầu ý thức được cái vai trò của cái người lớn, của cái công việc bác sĩ là không phải có cái gì cũng làm cái gì đó. Bây giờ là đầu trẻ nó bắt đầu nó đã có cái đó rồi. Lớn hơn bắt đầu ở này nó có một cái khủng hoảng này, 3 tuổi nè. Khủng hoảng 3 tuổi là cái khủng hoảng mà đứa trẻ nó muốn làm theo ý của nó, nhưng mà mọi thứ không theo ý của nó nên nó bực bội, nó phản ứng giận dữ. Ví dụ nó đang đi, nó đang ngồi trên xe, nó chạy xe nó đi, nó tới đây thì đáng lẽ là cái đường đây nó trống, nó quẹo đúng không? Nó không quẹo, chạy thẳng ra nó quẹo nè, nó đâm vô cái bàn á, đâm rồi nó muốn đi đường đó mà vì cái bàn cản nó, nó bực rồi nằm lăn ra, nó la, nó hét, nó không chịu. À, cái ý muốn làm theo ý của mình mà trong khi là thực tế là nó không có theo ý nó, rồi nó bực, nó giận dữ. Thì chúng ta thấy rằng là ở cái giai đoạn này không, nó có cái sự khủng hoảng giữa một bên là cái mong muốn theo ý của nó, một bên là cái cha mẹ hoặc là cái môi trường nó không theo ý của nó, nên nó phản ứng. Và những đứa trẻ này nó, nếu nó không vượt qua được cái giai đoạn này, người lớn không biết cách để mà hướng đứa trẻ nó sang các hoạt động khác mà cứ như thế và tác động đến đứa trẻ và cho rằng đứa trẻ nó hư, nó lì, nó đánh nó nữa, thì coi như nó bị nắm giữ ở giai đoạn đó, nó không phát triển được. Nó không phát triển được. Đó. Thì ở chỗ này á, chúng ta thấy rằng là cái giáo dục nó quan trọng lắm. Hôm rồi nó có một cái ca, cái bà này bà mới đến, bà mới hỏi thầy là con bà bây giờ nó yêu một cái người, nó yêu cả nam và nó yêu cả nữ luôn, chứ không phải nó yêu một người nam không, thích cả nam và nữ luôn. Thì bà đã sốc rồi. Thì cái vấn đề thứ hai nữa là nó luôn luôn nó tìm kiếm một cái người mà lớn tuổi hơn nó, lớn tuổi hơn nó, và bây giờ nó yêu người nào nó cũng chê hết, nó nói người đó non, không có suy nghĩ chín chắn, không có thấu đáo, không có sâu sắc. Nó mà muốn tìm mấy cái đứa vậy mà mấy đứa phải giỏi nữa thì phải lớn tuổi hơn nó mấy tuổi thì nó mới tìm ra. Thì bà không hiểu sao là nó chỉ toàn yêu mấy cái đứa lớn tuổi thôi. À, thì mới làm việc mới khám phá ra được là gì. Bà mẹ này bà rất là tốt, bà cưng chiều con, bà đến mức mà gọi là ăn tới bữa là nó học xong đang học đại học mà tới bữa ăn của nó là bà phải bưng cơm tận giường cho nó ăn, chăm nó cỡ đó đó. Sáng ngủ ra là phải kêu nó dậy á, mà kêu lâu lắm nó mới dậy chứ không phải là nó tự nó dậy. Rồi bây giờ là sao, cái gắn bó mẹ con đó sao, nó quá kỹ đúng không, quá kháng khích. Và nó đang tìm kiếm một đối tượng người yêu là gì, giống mẹ nó, để nó duy trì quan hệ mẹ con dưới một hình thức là người yêu, nhưng bản chất là gì, quan hệ mẹ con. Ghê chưa, thấy cái tâm lý nó ghê đúng không. Rồi nó đang tìm một người vợ giống mẹ nó mà phải lớn tuổi hơn nó để tiếp tục duy trì cái mối quan hệ đó nữa. Ở không, thấy sợ chưa.
mới lý giải được, mới nhìn vô mới thấy được tại sao con người ta lại cứ yêu cái đứa lớn tuổi hơn. Lớn tuổi hơn mà phải giỏi, phải chín chắn, phải sâu sắc. Nó đang đòi hỏi vai trò của ai? Của một người mẹ. Tại sao nó lại đi đòi hỏi vai trò của một người mẹ? Ở trong tâm lý nó có một cái khái niệm gọi là khái niệm bà mẹ vừa đủ. Winnicott có một cái khái niệm bà mẹ vừa đủ. Nếu đứa trẻ lớn lên mà bà mẹ bỏ rơi, không quan tâm, khóc, không đáp ứng, bơ đi, bỏ luôn, đứa trẻ nó sẽ bị hụt hẫng, nó cảm giác bỏ rơi, nó tổn thương, và nó không cảm nhận được cái tình thương của người lớn dành cho nó. Và lớn lên nó cũng không biết cách bộc lộ tình thương, và nó cũng chả biết thương người khác, và nó cũng không tin rằng người khác thương nó. Hiểu chỗ này không? Nên chúng ta để chúng ta thấy có những đứa trẻ là gì? Nó không bao giờ cảm nhận được tình thương của người khác. Và nói nó thì nó trơ trơ, nó không có quan tâm, vì nó không biết thương người khác là như thế nào hết. Và nó cũng không biết cách biểu lộ cái tình thương như thế nào luôn. Và khi ai đó yêu thương nó, nó nói không thích, không có muốn, không yêu thương, và chắc gì nó đã yêu mình. Đó, đẩy ra hết. Nhưng nếu bà mẹ mà quá đủ, bà này mẹ kia là gì thiếu, bà mẹ quá đủ, lo từng ly từng tí, thì cái gắn bó mẹ con nó bị cấm chốt ở cái thời đó đó. Từ cái thời mà trẻ nhỏ đó, cứ giữ hoài mối quan hệ đó, và nó ràng buộc, nó gắn bó, và dẫn đến đứa trẻ nó cứ muốn giữ cái mối quan hệ mẹ con đó như vậy đó. Thì đến khi lớn thì nó, bà mẹ đến lúc nó đã phải mất, nó có vợ, nó phải có gia đình này kia, thì nó lại tiếp tục đi tìm cái hình mẫu của mẹ nó trong cái người yêu và trong người vợ sau này. Khổ không? Lấy trúng cái thằng này mới khổ, không phải nói là phải cực kỳ khổ luôn, về làm mẹ nó chứ đâu phải là làm vợ, làm người yêu gì đâu. Mà bà mẹ không hiểu. Còn nếu đứa trẻ khi sinh ra có lúc đáp ứng cho nó, để nó có, nó vui, nó biết được rằng là cái cảm xúc đó là có, và người ta lớn quan tâm tới nó. Nhưng có những lúc đứa trẻ không được đáp ứng, để nó cảm giác hụt hẫng, đau khổ. Và chính nhờ cái hụt hẫng, đau khổ đó mà đứa trẻ nó trưởng thành. Nó biết cuộc đời là có khổ, có vui. Có lúc được đáp ứng, có lúc không được đáp ứng. Có lúc đáp ứng thì ok, cái lúc không được đáp ứng thì tự mình phải vượt qua cái hụt hẫng đó, đứa trẻ trưởng thành. Quý vị hiểu chỗ này không? Nên được gọi là bà mẹ vừa đủ tốt thôi. Tệ quá cũng đứa trẻ cũng tiêu luôn. Mà tốt quá thì giống như cái bà mẹ lúc nãy, thấy không? Bây giờ nó đi tìm người yêu cũng vậy, và bây giờ từng tuổi này rồi mà phải chịu nó, phải lo cho đủ thứ cho nó hết. Đó. Nên chúng ta thấy rằng là gì? Cái cách tương tác của người lớn đối với trẻ, nó cần phải đảm bảo các cái yếu tố để tạo điều kiện thuận lợi cho đứa trẻ nó phát triển. Chứ không phải là nhiều khi mình tốt với nó quá, mình lại kìm hãm sự phát triển của nó. Có thấy quý vị thấy nhiều bậc phụ huynh mà lớp 12 đại học rồi mà còn đưa con đón con không? Không để nó tự đi, sợ này sợ kia, rồi cuối cùng đứa trẻ làm sao? Mất kỹ năng, thiếu kỹ năng. Đó. Thì chúng ta thấy rằng là ở mỗi giai đoạn nó vậy đó, thì cần phải chú ý đến cái sự đặc điểm phát triển của giai đoạn đó, và phải biết cái đặc trưng ở độ tuổi đó và cái khả năng ở lứa tuổi đó để thả nó ra cho nó tương tác. Không. Tiếp theo, giai đoạn học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi, đây là giai đoạn học tập, lĩnh hội tri thức, phương pháp. Trẻ hiếu động, tìm hiểu, khám phá nhiều thứ, giao tiếp với cái nhóm bạn, không? Giao tiếp với nhóm bạn, tập trung, tập là, ủa, đâu có phải đâu. Đây, học tập, lĩnh hội, tri thức, hiếu động, tìm hiểu, khám phá là cái của học sinh tiểu học và tương ứng với di đồng nè. Đây là cái hai dòng đầu tiên á. Đó. Thì trẻ và học tập là hoạt động chủ đạo, và trẻ bắt đầu tìm hiểu, có được những cái tri thức. Giai đoạn này chúng ta thấy là bắt đầu các cái phép là tính toán, cộng trừ, nhân chia, lần lượt nó khám phá, rồi nó dùng mấy cái đó trong cái đời sống, nó tính tiền bao nhiêu tiền, nó thối lại bao nhiêu tiền, rồi nó coi giờ vân vân vân. Tức là trong cái giai đoạn này là trẻ nó bắt đầu nó học nhiều thứ, khám phá về cái cuộc sống. Lớn hơn một tí, đến cái tuổi thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi, thì ở giai đoạn này trẻ nó giao tiếp với nhóm bạn, nó tập làm người lớn, và nó có rất có nhu cầu có bạn, và nó có khả năng tự đánh giá và nó tự ý thức về bản thân của nó. Vậy chúng ta thấy ở cái độ tuổi này trẻ nó cần cực kỳ cần bạn, nhiều khi nó nghe lời bạn chứ nó không nghe lời cha mẹ.
anh thích đi chơi với bạn. Mà cha mẹ thì sao? Đúng ra là giai đoạn này nó phải tương tác với bạn nó thì nó mới phát triển, đúng không? Cha mẹ cấm cho con chơi với bạn, sợ bạn xấu, sợ nó hư. Đó, cả một vấn đề không? Tiếp theo, đầu thanh niên, giai đoạn này là từ 15 đến 18 tuổi, trẻ học tập, hướng nghiệp, bắt đầu có thế giới quan, có định hướng nghề nghiệp, bắt đầu hoạt động xã hội và mối tình đầu xuất hiện, không? Và từng bước làm chủ trong các cái tương tác xã hội. Thật ra theo cái giáo trình á thì ở cái độ tuổi này là có nghĩa là mối tình đầu là thường nó nằm ở cái tuổi mà học sinh cấp 3, rung động đời đời nó xuất hiện trong giai đoạn này. Nhưng thực chất ngày nay thì phải nói rằng là cái sự phát triển sớm á nó tương đối, và nhiều khi nhiều đi cấp 2 tụi nó đã yêu nhau rồi đó, chứ không phải đợi cấp 3 đâu. Này là gọi là chậm lắm rồi đó. Không, còn bây giờ là nhiều khi có những đứa trẻ nó dậy thì từ rất là sớm. Có những đứa bé gái khoảng 6 tuổi nó đã dậy thì rồi. Mà trong khi nó chưa biết gì hết. Tại sao? Vì cái sự phát triển của các cái khoa học kỹ thuật dẫn đến các cái lượng chất kích thích trong các cái thực phẩm mà mình ăn á nó còn lưu lại rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như là nhà mình ta trồng nấm chẳng hạn. Nếu trồng nấm bình thường nó khác, mình trồng nấm dùng chất kích thích nó sẽ khác, đúng không? Thì cái dư lượng mà cái thuốc, cái chất kích thích mà nó còn tồn động trong sản phẩm á, khi mình ăn vào thì cái đó nó lại tác động lên cái cơ thể của mình và nó làm cho cái quá trình phát triển nó bị ảnh hưởng. Đó. Thì những đứa trẻ bây giờ nó dậy thì sớm nó có nhiều lý do, trong đó có một cái lý do đó là do cái thực phẩm của mình bây giờ nó không có ổn, nó không có sạch, nó không có tự nhiên như trước nữa. Rồi cái thứ hai nữa là do các cái phương tiện truyền thông, trẻ nó coi phim, đọc báo rồi nó rất là dễ, không còn như trước nữa, nên nó kích hoạt. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái điều kiện ăn uống về cơ sở vật chất rồi ăn uống này kia nó đảm bảo hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa cái thời Duy thì nhiều khi tới vậy thì còn vậy thì muộn nữa chứ đừng có nói, có nghĩa là nhiều khi học tới lớp 12 rồi mà còn chưa biết gì hết trơn. Còn bây giờ là tụi nó là sao? Tụi nó sành sỏi lắm, biết hết, đúng không? Phát triển sớm hơn rất là nhiều. Đó, nên chúng ta thấy rằng là chính cái sự phát triển đó là một trong những cái khó khăn khi mà giáo dục. Tại vì một đứa bé mà 6 tuổi nó dậy thì có nghĩa là nó có khả năng làm mẹ rồi, đúng không? Mà khổ nỗi nó chưa biết làm mẹ mà nó chưa biết tự lo cho bản thân, thấy đau khổ chưa? Mà trong khi bây giờ là chúng ta thấy là cái thực phẩm là một trong những cái nó ảnh hưởng rất là lớn, đúng không? Người ta có thể sẵn sàng làm những cái thứ cực kỳ lạ lùng để mình ăn. Quý vị mà dùng chay, quý vị thấy cái đồ chay chế biến sẵn không? Ừ, đó, rất là nhiều thứ mà trong đó nó làm gì biết không? Sao biết? Ai biết làm gì trong đó đâu? Không biết từ đâu, không? Đó, nên là chính cái đó nó làm cho cái con người của mình bắt đầu nó bị thay đổi, cái thực thể của mình nó bị thay đổi, rồi cái tâm trí của mình nó bị thay đổi. Đó thì chúng ta thấy rằng ở giai đoạn này trẻ bắt đầu chọn nghề, phải chọn thi vào một cái trường đại học nào đó, làm một cái nghề nào đó ở trong tương lai, bắt đầu định hướng từ cái lúc này. Cái này nó xuất hiện từ chỗ mà cho xe sống ba, nhớ không? Bây giờ bắt đầu giai đoạn này là giai đoạn phải quyết định chuyện đó luôn rồi đó. Chọn nghề, chọn trường, chọn công việc sau này. Và đến giai đoạn lớn hơn nữa là thanh niên sinh viên là bắt đầu là vô đại học, môi trường đại học và học tập nghề nghiệp, hoàn thiện thể chất, ý thức và nhân cách. Đây là giai đoạn mà đứa trẻ tích lũy kinh nghiệm, tri thức, vân vân, để hoàn thiện bản thân mình và chuẩn bị bước vào đời, là coi như ra đời xong. Đến 24, 25 tuổi trở đi là bắt đầu hoạt động chính, đó là tuổi trưởng thành, đó là lao động, sáng tạo. Và nhân cách lúc này nó mang đặc điểm của nghề nghiệp, có nghĩa lúc này một người đi làm bác sĩ thì cái cuộc đời của con người đó nó ảnh hưởng bởi cái nghề mà người ta làm. Một người mà đi làm thầy giáo thì nó lúc đó cái nhân cách của người ta nó bị ảnh hưởng bởi cái nghề nghiệp người ta làm. Một người họ đi buôn bán thì sao? Thì nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái tính chất của cái buôn bán, nó ảnh hưởng đến cái nhân cách của họ. Vậy chúng ta thấy rằng là gì? Giai đoạn này là giai đoạn mà con người tạo ra của cải vật chất, tinh thần, không? Và cái con người đó nó mang cái đặc điểm, nhân cách của người đó mang đặc điểm của nghề nghiệp mà người đó làm. Nên mỗi người có một cái nghề nghiệp khác nhau, nên cái nhân cách nó cũng mang cái sắc thái đặc trưng của cái nghề nghiệp đó. Giai đoạn 55 đến 60 tuổi trở đi, đây là giai đoạn mà tuổi già nghỉ ngơi, các phản ứng chậm dần, và giai đoạn là giai đoạn truyền đạt kinh nghiệm là cho con cái. Giai đoạn này là giai đoạn mà cái bệnh tật xuất hiện và bắt đầu đối diện với cái chết của người bạn đời và cái chết của chính mình. Không, đây là một cái giai đoạn mà chúng ta thấy nó sốc đối với cái người khi mà họ chưa sẵn sàng đối diện với cái chết. Thật ra nó tạo ra một cái thói quen, quý vị thấy là
khi người ta sống thì người ta sống có đôi có bạn, người ta sống có vợ có chồng, đùng một phát người bạn đời ra đi, bây giờ thay đổi hoàn toàn tất cả các cái thói quen của người đó, là một cú sốc lớn. Đây là một trong những cú sốc lớn lớn. Rồi thấy người ta chết rồi thấy sao, rồi nhận ra rằng mình cũng chết, rồi bắt đầu sợ chết. Đây là cái giai đoạn mà phải nói rằng là cần cái hỗ trợ về mặt tâm lý cực kỳ nhiều để cho người ta có thể sẵn sàng, người ta đón nhận cái chết, người ta bình thản trước cái chết, là một cái giai đoạn mà sự cần tâm lý cực kỳ nhiều. Mà mình thì ít khi quan tâm đến cái này, mà hầu hết là chúng ta thấy rằng là đến lúc sẽ pháp hối thì mới tụng kinh thôi. Không, chứ còn thường là cuộc sống lúc người già nó ít quan tâm. Mà chúng ta thấy cái tuổi già ở phương Tây với tuổi già ở Việt Nam mình nó cũng khác nhau. Ở phương Tây tuổi già khi cha mẹ lớn lên nuôi con lớn trưởng thành, nó sẽ đi tự do và nó không có phụ thuộc vào cha mẹ, và nó cũng quan tâm nhiều đến cha mẹ, độc lập, và nó trở thành một người sống tự lập, và nó quan tâm được bao nhiêu nó quan tâm. Còn cái tư tưởng của cái, nên là cái dẫn đến là cái chuyện là cha mẹ khi lớn làm rồi tự sống, và đến khi mà vô viện dưỡng lão này kia, người ta sống, người ta đã đối diện cái cuộc sống một mình từ hồi lúc mà con nó trưởng thành rồi, đúng không? Nó khác. Còn cái tư tưởng của Việt Nam mình, thậm chí ở bên đó, xin lỗi, nói tiếp là cái cuộc sống của họ khi mà như vậy đó, thì họ vào các cái viện dưỡng lão chẳng hạn, ở trong đó họ có những cái hoạt động, họ có những cái hoạt động của tuổi già, họ có những người bạn già chung, họ sống cùng chung sống với đó, nó khác. Còn người Việt Nam mình thì sao? Tư tưởng là gì? Trẻ kệ cha, già kệ con, đúng không? Lớn thì sống với lại ai? Con cái. Mà sống với con cái thì khổ nỗi là nhà nó mấy thế hệ, 2-3 thế hệ, mà mấy người ông bà thì lúc nào cũng coi con mình là còn nhỏ, đúng không? Nên cứ muốn nó làm theo ý mình, nó không làm theo ý mình lại bực, lại giận. Mà mấy đứa trẻ thì nó lại không thể làm theo ý của cha mẹ của nó, sống nổi không? Không. Khoảng cách về thế hệ, lối sống khác nhau, tư tưởng khác nhau. Vậy còn chưa kể là mấy đứa cháu nó còn quá trớn nữa chứ, không? Mình ông già bà già thấy mấy đứa trẻ chịu không nổi, quá trớn, cũng ưng, muốn nó phải theo ý mình, có không? Rồi cuối cùng là gì? Đau khổ. Đau khổ cực kỳ luôn. Mà không có ai, không ai trợ giúp hết. Tới rồi có một cái trường hợp của đứa em, nó đưa lên một cái tình trạng ông cậu của nó. Ông cậu ông đi khám bệnh viện, mà bệnh viện đi khám hết bệnh viện không ra bệnh. Bây giờ hỏi đem lên anh coi thử ông có bị tâm lý không, thì đem lên thầy mới nói chuyện. Thì thầy ngồi thì thầy biết là bị cái gì, thầy ngồi thầy đo thầy biết là bị cái gì, bị ở trong là bị cái gì, và tâm lý là bị ở chỗ nào. Đi có kết quả rồi á, mà bây giờ bắt đầu đem về thì bệnh viện họ có cái kết luận là viêm đại tràng, cho uống thuốc viêm đại tràng mà không có bớt, uống rồi bị. Tại sao? Thầy phân tích nó như thế này nè, cái cơ chế của nó vậy nè. Khi một người căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, căng thẳng, bực bội, khó chịu, mình dồn cái cảm xúc vào bên trong, được không? Mình đè những cái đau khổ vô bên trong, bắt đầu nó làm rối loạn cái hệ thực thể của mình và tâm trí của mình, được không? Bắt đầu nó xảy ra cái hội chứng, người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Vô trong, ăn thức ăn vô là nó cứ sao? Tống ra thôi. Ruột kích thích mà, nó hoạt động quá mức, nó không có giữ cái thức ăn, tống ra. Mà nó tống phân sống ra thì cái đại tràng chết không? Bị tổn thương liền. Bị tổn thương, đi phân sống, nên ăn không ăn thì không được, ăn vô thì rất là khổ. Phải đi phân sống xong rồi thì cái đại tràng bị viêm. Mà viêm thì bệnh viện nó xác định ở đâu? Viêm đại tràng thì cháu uống thuốc để trị đại tràng. Nhưng tại sao nó viêm đại tràng? Tại vì ruột, dạ dày và ruột nó phản ứng, nó không có nạp, nó tống ra hết đó, dẫn đến cái đoạn trước không ai thấy, cái đoạn trên đầu này không ai thấy, thì hoài không bớt. Thầy có thể đo được. Thầy ngồi thầy đo, thầy mô tả cái đau nó diễn ra từ đoạn nào tới đoạn nào, và hiện giờ nó đang đau ở chỗ nào, và cái đó nó nguyên nhân từ đâu. Thầy nói là bây giờ chỉ có cách là giải tỏa cái tâm lý đó. Thì khi khám phá là tại sao tâm lý nó bất ổn, là 3 thế hệ sống trong một gia đình, mà ông đứa con là 40 tuổi rồi, mà giống như là ông bố bà mẹ muốn đứa con và đứa con dâu và những đứa cháu làm theo ý mình,
Ví dụ ăn á, là bây giờ là ông bà ăn riêng và những đứa con ăn riêng, nhưng ông bà muốn á, là ăn là phải ngồi hết lại với nhau, lên cùng ngồi vậy đó để ăn. Còn mấy đứa nhỏ thì mấy đứa con thì sao, mấy đứa cháu, đứa nào mà ăn thì nó xách tô ăn thôi, nó không quan tâm gì tới ông bà hết, thì ăn riêng rồi mà đó. Nhưng ông bà lại muốn ăn riêng rồi là vẫn cứ muốn như thế, mà nó không làm gì vậy thì buồn bực. Rồi thằng con đi nhậu về, đi nhậu và nó đi chơi khuya về thì là 9 giờ là phải gọi điện, nó chưa về là phải gọi điện, trong khi nó 40 tuổi rồi. Nó bực, đi nhậu về nó bực, nó bắt đầu cha cũng ức chế mà con cũng ức chế. Rồi cuối cùng là gì? Ức chế đâu có nói được đâu, không nói với nó, không nói với vợ nó luôn. Bắt muốn là nó và vợ nó phải hỏi han, phải đi thì phải thưa, về thì phải trình, phải hỏi này kia. Còn nó lớn thì nó đâu có quan tâm tới chuyện, nó lo đi làm, nó đâu quan tâm đó. Rồi bắt đầu buồn bực, dồn vô cũng không nói được luôn. Dẫn đến là gì? Biểu hiện qua thực thể đau á, đau đại tràng. Và cuối cùng đi trị, trị hoài không có bớt. Tại vì sao? Vô siêu âm nội soi thì nó thấy đại tràng bị tổn thương, mà thấy đại tràng tổn thương thì nó cho uống thuốc để khỏi tổn thương, mà uống xong rồi nó đỡ rồi thì nó tống ra tiếp, ăn vô tiếp thì nó tổn thương nữa không? Vậy thôi. Vậy thì quan trọng là chỗ này nè, cái đầu này nè. Bây giờ làm sao mà chuyển hóa cái cảm xúc đó, là coi như là nguyên cái đoạn sau là rã hết, sạch thôi, không có vấn đề gì cả. Đó. Nên chúng ta thấy rằng là coi vậy chứ mà nó nhiều cái vấn đề nó ngộ lắm, chứ không phải nó coi vậy chứ nó không phải vậy đâu. Khi mà thấy được cái mấu chốt của vấn đề rồi mới tháo được đúng cái gút của nó. Ngay cả cái thực thể cũng vậy à. Chứ nhiều khi thực thể nó chỉ là hệ quả của tinh thần, chứ nó không phải là cái nguyên nhân à, nó là hệ quả thôi. Mà muốn dứt được cái hệ quả đó thì phải nắm cái nguyên nhân mà nhổ lên. Còn giờ nắm cái hệ quả mà nhổ thì uống thuốc hoài, uống riết, đi hết bệnh viện này bệnh viện kia, khám ở đó hết, hết hết bệnh viện rồi vô Sài Gòn khám cũng có một kết quả đó thôi, không khác gì hết. Đó. Rồi. Tiếp theo à, nên là cái phần này là cái phần mà quý vị nghĩ là phải chú ý nè. Cái phần này Việt Nam mình thiếu, mà quý vị học ra làm luận án, làm luận văn, làm cái gì mấy phần này, mấy cái phần ứng dụng rất là nhiều. Thực ra khi mà thầy làm việc ở học viện quý vị là từ mấy khóa thầy đã nói là, ví dụ như hệ thống mở các trường mầm non nè, hệ thống các quán chay nè, mở các trường mầm non nè, rồi mà vấn đề tha giáo theo cái phương pháp của đạo Phật nè, để làm thế nào để có những cái đứa trẻ thông minh, những đứa trẻ mà nó tốt đẹp nè, vân vân. Rồi tâm lý trị liệu cho theo quan điểm của đạo Phật nè, để làm thế nào để mà có thể giúp được những cái người mà họ gặp bất ổn về mặt tâm lý nè, cho những cái người mà mình làm việc nè. Cực kỳ nhiều việc để làm luôn á, chứ không phải đâu. Mà quý vị biết bây giờ rất là nhiều vị. Sáng nay có một vị nhắn tin cho thầy, nói em đang học tâm lý trị liệu, và tâm lý trị liệu theo cái trường phái của phương Tây và Phật giáo đang so sánh, hỏi thầy bây giờ cái này là người ta làm như thế nào, người ta hình thức như thế nào. Đó, nhiều vị bây giờ sau đó đi học mấy cái thứ cần thiết. Nên thường mấy khóa mà thầy nói là những cái gì mà sắp tới nó cần rất là nhiều, là bắt đầu nhiều vị họ bắt đầu họ đi tìm mấy cái đó. Thì cái đây là một trong những cái mà quý vị chú ý nè, Việt Nam mình thiếu cực kỳ nhiều, không thiếu rất là nhiều. Còn giai đoạn này là cái giai đoạn nè thầy giáo, trước khi sinh đó, giai đoạn thầy giáo là cái giai đoạn mà chúng ta thấy nó cực kỳ quan trọng đối với một đứa trẻ. Nếu mà thực ra như người ta nói là, nếu mà thực sự mà mình thầy giáo tốt á, thì cái hệ thống bệnh viện của mình á, rất là ít người khám chữa bệnh. Tại vì sao? Tại vì khi mà thầy giáo là chúng ta chọn cái nền tảng cho cái sự phát triển đó về thể chất, về tinh thần. Mà nếu mình làm tốt cái đó thì đứa trẻ sinh ra nó sẽ khỏe mạnh, và cứ như thế mà nó phát triển, đỡ cho giáo dục cực kỳ nhiều, chứ mới đâu ở cho y tế đỡ rất nhiều. Chúng ta thấy chỉ cần trong giai đoạn mang thai thôi mà coi như là đứa bà mẹ bà bị bệnh á, bà uống thuốc là đứa trẻ bị ảnh hưởng không? Có. Bà mẹ bị bệnh cái phần nào, lúc đó nó đang hình thành cái cơ quan nội tạng nào, đứa trẻ đó sẽ bị ảnh hưởng, là nó bệnh ngay từ cái thể chất trong giai đoạn thai giáo mang thai đó. Nên là cái giai đoạn này là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng, nhưng mình lại chưa có thói quen quan tâm. Bây giờ quý vị nhìn cái sơ đồ này, cái công trình nghiên cứu năm 2000, bây nay 2017 rồi đó, mà chúng ta thấy rằng cái công trình nghiên cứu này nó cho thấy rằng là gì? Cái sự phát triển về não bộ của trẻ, không? Đặc biệt là cái trẻ nhỏ nó phát triển như thế nào. Ba cái đường ba màu này, đó là thứ nhất, cái đường màu xanh này đó là các cái giác quan, về cái thị giác, về cái thính giác,
ở đây là 1 tuổi nè, giấc 11, 12 tháng 1 tuổi nè, không, giai đoạn này là đoạn sinh ra nè, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cái giai đoạn này là giai đoạn mang thai, quý vị hiểu không? Rồi các cái mốc ha, cái này là 1 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 15, 19 tuổi, thì cái sự phát triển đỉnh cao của cái thị giác và cái thính giác nó nằm ở khoảng cỡ tháng thứ mấy, bắt đầu nó phát triển từ tháng mấy đây? Tháng thứ 9, thứ 8, thứ 9 của thai kỳ đúng không? Đúng không? 9 tháng 10 ngày đúng không? Thì tháng này tháng thứ 8, thứ 9 gì nữa? Thì coi như là cái gì? Nó bắt đầu nó phát triển từ lúc này. Và nó đỉnh cao của sự phát triển là lúc nó ra đời khoảng mấy? 4, 5 tháng nè. Là nó đỉnh cao rồi. Ghê không? Cực kỳ. Lúc đó là nó đã phát triển mà nó vừa ra đời là nó đạt đến cái sự phát triển đỉnh cao rồi. Bây giờ mà không tác động nó thì làm sao? Đó. Rồi bây giờ cái đường ngôn ngữ nè, ngôn ngữ của trẻ nó phát triển từ đâu? Từ khoảng tháng thứ 7 của thai kỳ. Đúng không? Đỉnh cao của nó là tháng thứ mấy? Tháng thứ 9, tháng thứ 10 sau khi sinh ra. Ngôn ngữ nó đã phát triển cỡ đó rồi đó. Là đỉnh cao nhất của nó. Rồi. Chức năng nhận thức tháng thứ 8, thứ 9 của thai kỳ nó đã bắt đầu. Và đỉnh cao của nó nằm ở cái tháng lúc là 1 tuổi, khoảng 1 tuổi, 1, 12 tháng, 1 tuổi. Đỉnh cao của nó nằm ở đây rồi. Chức năng về nhận thức của nó đã đạt đến cái mức đỉnh cao tại thời điểm đó. Vậy bây giờ mình sinh ra mình dạy là muộn chưa? Quá muộn rồi. Mình sinh ra mình dạy là dạy quá muộn. Mà sinh ra ông bà mình nói nó còn nhỏ mà dạy gì từ từ lớn nó học. Đau khổ chưa? Hồi nãy chúng ta nhìn cái hình chúng ta thấy không? Đứa trẻ ở trong bào thai nó có thể nghe, nó có thể cử động miệng, nó có thể có cảm xúc, nó có phản ứng đối với lại cái thông tin tương tác của nó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái giáo dục bây giờ nó phải bắt đầu từ lúc mang thai. Chuẩn bị nền tảng cho một đứa trẻ đó là phải chọn cái cơ thể của người bố và người mẹ, và cái trứng và cái tinh trùng nó phải khỏe. Cái thể chất nó phải chọn. Ngày nay người ta sinh đến mức mà người ta phải chọn trứng. Ghê chưa? Người ta chọn khoa học tiến bộ đến mức người ta chọn cái trứng nào mà tốt nhất và cái tinh trùng tốt nhất để mà có thể tạo ra một cái đứa bé khỏe mạnh. Và trong cái quá trình đó thì bà mẹ phải về thực thể phải ổn. Thứ hai nữa là tinh thần phải ổn định. Nhân gian người ta gọi là tâm bình, phải khí hòa, phải ổn định. Thì đứa trẻ sinh ra nó khác. Cái này thực nghiệm chúng ta sẽ thấy. Thực nghiệm rõ ràng lắm. Người ta bắt đầu cho một số cái thực nghiệm, ví dụ như là cho niệm Phật, cho hành thiền, người ta cho đọc chú Đại Bi, đúng không? Một số cái phương pháp trong nhà mình á, đứa trẻ sinh ra khác lắm, không có giống như những đứa trẻ khác. Không giống. Rồi người ta cho trẻ nó nghe nhạc, người ta nói chuyện với đứa trẻ từ lúc mà nó còn ở trong bào thai á, áp nhạc cho nó nghe rồi nói chuyện với nó. Đứa trẻ nó đạp thông qua cái thành bụng của người mẹ, nó vui nó đạp khác, nó buồn nó đạp khác, phải không? Từ lúc này người ta đã dạy đứa trẻ rồi, người ta đã đọc chuyện cho nó nghe, phải không? Tác động tâm trí của đứa trẻ từ trong lúc đó đó. Đến khi sinh ra là sao? Muộn quá rồi đó. Nên theo cái sơ đồ là công trình này, người ta thấy là các cái chức năng mà phát triển của con người mình á. Và giáo dục của một đứa trẻ cần phải có cái nhìn sơ khác đây một tí, phải sớm hơn nữa. Đây cũng là một trong những cái mà quý vị cần phải nghiên cứu nè. Sinh nhiều không? Người ta sinh nhiều không? Nhiều lắm á. Mà trong giai đoạn này đã gieo vào đứa bé những cái chủng tử như thế, cái thiện pháp như vậy đó, thì nó sẽ khác, đứa trẻ nó sinh ra nó sẽ khác đó. Và cái này là cái mà nhà mình đang thiếu rất là nhiều. Giai đoạn sinh và giai đoạn tử là hai cái giai đoạn mà thiếu rất là nhiều các cái hoạt động, các cái trợ giúp để cho cái nó tạo ra sự thay đổi đó. Cái này làm rồi mới thấy. Nên chúng ta thấy rằng là có như ông bố bà mẹ mà ông nói là ông bố, có như ông bố ông nói là ông hối hận ở chỗ là ông đi thực nghiệm cái điều mà không nên thực nghiệm. Người ta nói rằng là khi mà bố mẹ mà người bố và người mẹ mà có cái chất cồn trong người á, thì khi sinh ra đứa bé nó trí tuệ nó không có phát triển bằng những đứa trẻ mà nó không có cồn. Quý vị hiểu chỗ này không? Nên cái ông bố bà mẹ mà có cái
cái cồn trong người, mà khi mà có cái chuyện chăn gối mà để sinh đứa bé mà có cái cồn á lúc đó đó, thì trí tuệ của nó không có bằng. Và nhiều người không có tin chuyện đó và thực nghiệm cái điều đó, và kết quả có những đứa con không mong đợi. Mà thực nghiệm cái đó là thật hay là giả định? Là thật. Sinh ra đứa bé là khổ cả đời nó, là khổ cả đời mình rồi đó. Nên ở phương Tây người ta có cái khái niệm là những đứa con của ngày thứ bảy, ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần là ăn chơi ăn nhậu á. Và những đứa trẻ được sinh ra trong cái hoàn cảnh đó thì nó ảnh hưởng nhiều chức năng lắm. Quý vị quan sát quý vị sẽ thấy nó sẽ khác, nó không có giống như những đứa trẻ bình thường được chuẩn bị chu đáo thì nó sẽ khác. Nên hôm trước mình nhớ cái khái niệm là tình thương mà gọi là vô điều kiện á, với một đứa bé, với một đứa con, với lại tình thương có điều kiện và tình thương bị ô nhiễm, nhớ không? Đó, nó bắt xuất phát từ lúc này nè, chứ không phải là sinh ra rồi mình mới có tình thương đối với nó. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là cái gì? Cần phải có cái nhìn đúng đắn hơn về cái sự phát triển của con người và cái giai đoạn tác động để mà tạo ra sự thay đổi. Không? Có những đứa bé sinh ra là nó cực kỳ giỏi, cái chỉ số thông minh của nó, cái phản ứng về mặt hành vi của nó rất là đặc biệt so với những đứa trẻ khác. À, nó đã phát triển rất là sớm hơn rất nhiều. Nhưng thực ra không phải, nó đã được dạy từ trong lúc này nè. À, còn mấy đứa trẻ kia thì nó đâu có dạy đi khi trong lúc đó đâu mà biểu nó khác được. Nó đương nhiên nó phải khác thôi. Đấy không? Nên là chúng ta thấy rằng là đó là cái mà chúng ta cũng cần phải suy ngẫm. Đấy không? Thực ra cái này nó liên quan đến nhà mình nhiều, nó liên quan đến cái chuyện mà mình phải làm thế nào mình có những cái hoạt động để mà mình đáp ứng được cái nhu cầu của cái thực tế của đời sống. Đấy không? Thì đó là hai cái hướng, đến hai cái quý vị thì chỉ có gợi ý hai cái hướng đó. Hệ thống trường, hệ thống giáo dục của nhà mình thì bắt đầu nó hình thành rồi đó. Từ các cái trường mầm non mà chuyên về của đạo Phật mình luôn là nó cũng đã có rồi. Trước đây thầy nói tại cái Sài Gòn này người ta đi làm, bố mẹ nào cũng đi làm, và dẫn đến là con phải đi gửi, đúng không? Mà con đi gửi thì gửi nhà trẻ, mà đâu nhà trẻ nào giữ hết đâu. Mà nhà trẻ bình thường giữ khác, còn nhà trẻ mà có cái tôn giáo giữ khác không? Khác. Trong các cái trường dòng á cũng có những cái nhà trẻ và người ta giữ, và đứa trẻ nó được tập nhiễm, nó được tác động, nó được từ cái tư tưởng ngay từ trong lúc đó. Và trong cái môi trường của mình cũng vậy đó. Những cái điều mà mình hướng cho đứa bé và tác động đứa bé ngay trong lúc bào thai, rồi đến khi nó sinh ra, nó nhỏ, tác động nó khác, thì khi nó lớn lên nó rất là thuần thục. Còn mình thì sao? Sinh ra không quan tâm cả đi, sinh ra đi, lớn rồi bắt đầu lớn tí, bắt đầu mà tổ chức khóa tu, lâu cho nó về tu ngày, cho nó bớt quậy đi, rồi khi gần chết, rồi ít bữa nó lớn lên nó đi làm, nó quên vô chùa luôn, thấy không? Đi làm riết nó rảnh đâu, nó vô chùa. Rồi khi gần chết rồi bắt đầu nó mới về chùa nó tu, phải đúng không? Cái đúng gì thật, sự thật là như vậy không? Đó, đời nó đau khổ vậy đó. Nên là mình phải hướng nó từ rất là sớm, tác động rất là sớm, thì mình sẽ có một cái sản phẩm mà mình chuẩn bị ban đầu mà tốt, thì sau đó cái đứa trẻ đó nó khỏe mạnh về thể chất, về tinh thần, nó có sức đề kháng tốt, là rất là khỏe về y tế. Nên trong giai đoạn mang thai mà bà mẹ mà bà u uất, bà đau khổ, bà giận dữ thì đứa con lãnh hết à, lãnh toàn bộ luôn. Vậy thôi, giờ làm thế nào để mà bà mẹ thoải mái, bà mẹ khỏe mạnh, bà mẹ bình an, thì coi như đứa con sinh ra là chắc chắn nó khỏe. Và bà mẹ đó bà khỏe trong cái việc chăm sóc nó, đỡ bệnh nữa. Còn bây giờ sao? Cứ để vậy đó rồi sao? Đau khổ chả quan tâm gì đứa bé, đến khi sinh nó ra mới tá quả là cả đời phải lo cho nó, vì nó bị tự kỷ, vì nó bị khuyết tật chỗ này khuyết tật cái kia, rồi nó ở đâu ốm liên miên hết đó. Để thì bây giờ cái cần làm là cái phải lúc này không, mà là cái giai đoạn trước, thấy không? Đó, nên là đó là cái mà nói thêm để quý vị suy nghĩ, là những cái hướng, những cái định hướng phát triển và tương lai, hai cái đầu và cái cuối á, cái sinh và cái tử, là hai cái ở thế hệ quý vị cực kỳ cần cái nguồn nhân lực của mình để làm cái chuyện này. Đó, rồi thôi nói tới đây thôi, bây giờ ai hỏi gì không? Này nói tới đây thôi, này nói nhiều rồi, sau này nói tiếp. Ai hỏi, ai thắc mắc gì không? Không biết nói nãy giờ quý vị có hiểu được không? À, thầy bây giờ là thầy đi dạy là thầy ớn nói lắm rồi đó, mà phải ra nói chứ, thầy mệt lắm, không muốn nói nữa.
Ngày xưa còn ham hố chứ bây giờ là. Ai thắc mắc gì không? Ai muốn hỏi gì? Không thắc mắc gì hết. Vậy là mình coi trước cái phần là sự phát triển tâm lý ý thức và cái phần vô thức, rồi phần hoạt động nhận thức.